Hello cả nhà yêu Lan, em là Cường, chủ kênh yêu Lan TV. Hôm nay lên vườn làm clip quay cho mọi người xem và trải nghiệm cái cách trồng cây nghinh xuân ở trong vườn em. Chắc có lẽ là thời gian gần đây là mọi người cũng rất là quan tâm về dòng đơn thân này, tại vì nó phục vụ cho Tết của chúng ta đó. Đây, mọi người chơi Tết thì ai cũng phải nghĩ tới cây nghinh xuân hết. Em quay sơ phía dưới đây, em mới làm lại cho mọi người xem. Vườn em hôm nay cũng có rất là nhiều cái thay đổi. Hôm nay nắng rất đẹp. Đây có hai bông hoa cuối vụ đây. Hai bông hoa cuối vụ. Em phải điệp tím thôi. Nhưng mà nhìn màu trái tim nó cũng nở cũng nhiều ngày rồi. Nở nhiều ngày vỡ khung rồi. Nhưng mà nhìn hoa cũng dễ thương lắm. Để đưa mọi người lên đây tham quan của em cho vui. Đây, cây cối trong vườn bây giờ phát triển rất là tốt rồi, rất là ok. Hôm nay chủ nhật, chúc cho mọi người luôn luôn khỏe mạnh, bình an, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây, nhìn từ góc quay đây là mọi người thấy cái vườn nó xanh mướt. Đây, cây cối em mà set up thì cũng ngang hàng thẳng lối đây. Đây, nhiều anh chị chơi trước đây vài năm là hay nói em là chơi theo kiểu đây, là vài bữa nữa là bắt đầu là thay phiên nhau cắt vứt thôi. Nhưng mà khu vườn em được cái là gió nó rất thông thoáng, cho nên em sử dụng bằng cách đây cũng rất là tuyệt vời. Đây, trên đây cũng làm thêm một cái mảng nghinh xuân này, em mới mua năm ngói về trồng cũng rất là ok. Giá thì em trồng chủ yếu bằng vỏ thông đây, vỏ thông đó, mọi người thấy chưa, cây nó vẫn phát triển ổn. Nói chung là cây đây ngồi rừng về đang te tua lắm, nhưng mà mọi người nuôi, cố gắng nuôi tầm khoảng thời gian thôi, tầm khoảng 2 năm là cây nó phát triển ổn định, là bắt đầu nó ra hình hài thôi. Còn những cây đây là bắt đầu anh chị ngó này, lá vỡ này, lá vỡ hết, lá vỡ đây, bệnh nữa này, nhưng mà em thấy nó khô rồi, cho này cũng không cắt làm chi. Đây, vết thương này nó khô rồi, cho này là mình cũng không cắt, nếu mà cắt là cắt ngang đây này. Đó, lá non đùng lên. Chơi lan thì mọi người cứ từ từ chơi thôi, không có vội vàng vậy. Ở trong vườn thì cây nào bệnh thì mình cắt bỏ thôi, chứ bây giờ mà phun phòng phun đồ nhiều quá, cái đi domin hay là mancozec đó, mấy cái loại đó là phun phòng nhiều quá, thì mình ở trong vườn mình đã gặp rất là nhiều cái về sức khỏe của mình đó, ảnh hưởng rất là nhiều. Nói chung là chơi cây là rất là vất vả. Thôi em trở lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay đây. Em trồng những cái cây nghinh xuân của em đây. Em quay xa ra cho mọi người xem. Quay sát gần quá, cái cây nó to, cái màn hình nó chiếm không hết được. Đây là cái cây đầu tiên trồng trên một cái chậu gốm đây, để làm một cái chậu tác phẩm để Tết này chơi đây. Là mọi người quan sát bộ rễ. Cái tay em mới nhổ cỏ làm vườn xong nó hơi dơ. Đây, đó, cái cây đây á, là em mua, lúc em mua cái vườn lan Bá Ninh á, ở trong Ninh Hòa, em mua livestream đây, thì nó có nguyên bản đây, đây, nguyên bản mục lên đây, là em về em bỏ vô trong cái chậu gốm, và giá thể nó bằng than củi đó mọi người, đó, mọi người quan sát cho kỹ. Thì với cái giá thể ở đây á, nếu mà mọi người chăm sóc cái cây nghinh xuân đây á, thì mọi người lưu ý tứ là tứ gì thiệt đậm để cái cây nó có được cái độ ẩm, chứ bây giờ trồng than đây mọi người không tứ đậm á, tứ đậm tứ sủng á, là cái giá thể than này nó khô ráo ghê lắm, và sau khi cái rễ nó đi xuống dưới á, đó là cái bám vô trong giá thể của mình á, là khi mà khô quá là cái than nó hút ngược lại, là cái làm cho cái cây nó suy. Cho nên em trồng được như đây á, là cũng rất là ok. Tại vì như đây á, là mình chăm sóc cái cây cũng rất là kỹ rồi. Tại vì quan trọng là lúc tưới. Còn dùng phân thuốc á, thì em sử dụng GE thôi. GE tổng hợp, GE nha đam đủ thứ ấy. Đây, lá vừa đầu đi vặt quá bị tổn thương lá, nhưng mà không sao. Cái này nó tự khô là bắt đầu là mình tưới lại bình thường rồi. Đây là cái chậu đầu tiên này, trồng theo cái phong cách là trên
nguyên bản luôn trên trên một cái miếng thớt chú sữa này đó, cho mọi người quan sát phía sau này đó, nó hơi ngược sáng chút xíu. Thì em trồng mà trên trái thẻ đây là em thấy nó phát triển rất là tốt đó. Với cái cách chăm mà cái cách tưới của em thì cái cây bây giờ thì nó rất là ổn định rồi. Lúc trước nó về đây có một cái lá này đó, đây có một cái lá này mà do là mới đem về cây bị suy á, cho nên là nó bị rụng một cái lá đó rồi. Còn bên đây tiếp tục cũng hơi khó quay để em mang ra bên ngoài để cho mọi người xem. Đây đây là cũng là một chậu là em trồng trên giá thể than củi này, đây than củi mà than lớn này để tạo cái độ thông thoáng cho cây đó. Mọi người lưu ý trồng vô trong cái chậu gốm đây tết là mình để bàn là mình chơi là ok luôn đó, mọi người thấy chưa, trồng để bàn chơi rất là ok. Gốm này thì không có đắt, chậu đây tầm khoảng 80.000 là mình mua được một chậu rồi đó. Còn mình dưới giá thể đây em cho giá thể lớn để tạo cái độ thông thoáng, khi mà bộ rễ nó đi ra ngoài hoặc là nó đi vô bên trong thì nó vẫn có cái oxy bên trong, nó không làm cho bí bách cái chậu, là cái cây nó phát triển rất là ổn. Lúc trước em mua về là chỉ có 4 cặp lá thôi, 1, 2, 3, 4 này, còn năm nay là phát triển được thêm một cặp lá và thêm một cái lá đang lên nữa là 3. Đó là một thành công rất lớn khi trồng kinh xuân đó mọi người đó. Còn phía sau này, phía sau quay ra phía sau cho mọi người xem đó, phía sau đây á, em cũng bỏ thêm một vài cái cây hột nút để cho nó bò phía sau, là tạo thành một cái tác phẩm đó. Cây hột nút nhỏ nhỏ đây chứ phía sau nó phát triển tầm khoảng 1 năm là bắt đầu nó bò xung quanh chậu, nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó có hồn lắm đó, mọi người thấy chưa. Đó là cách thứ hai, và đây là cách thứ ba. Đây cách thứ ba thì sau khi mua về em quay đây cho mọi người xem, là nó một cái cây nghinh xuân, đây là nghinh xuân Thái nè mọi người đó, là nó bám luôn lên trên một cái cục vú sữa luôn đó, cục vú sữa là mọi người, bên trên này có một cái cục rêu cục và đây không ăn thua. Đây em trồng thì em cũng bỏ theo hột nút để em trang trí, để tết tới nó có hoa là mình chơi đó, mình ngắm. Thì cái trường phái đây là trường phái thứ ba, là giữ nguyên luôn và chúng ta vẫn cho giá thể bằng than củi. Đây mọi người, than củi đây đó, than củi đưa vô bên trong và cho chút xíu rêu để giữ ẩm này, tại vì khi mà cái cục vú sữa đây á mọi người chơi á, thì lưu ý cái cây vú sữa đây là mọi người sử dụng cái bencona đó, sử dụng cái bencona để phun phòng cho nó, tại vì nó ngừa được nấm, cho nên là mọi người thấy phía trước đây nó rất là ổn luôn đó. Thì trồng nguyên cục đây á nó cũng rất là hay, tại vì rằng mình không đem cái cây rời ra ngoài, mình cắt rời ra ngoài, mình để nguyên cụm đây mình trồng xuống luôn. Nhưng mà mọi người lưu ý trước khi trồng là mọi người nên vệ sinh cho cây, là những cái rễ hư á mọi người bấm bỏ. Như đây là toàn những cái rễ mới không này, 1 này 2 này 3 này ha, 3 cái rễ mới đây, là sau khi trồng là bắt đầu nó ra cái rễ mới. Mọi người đừng có tiếc rễ, khi mà đem về những cái rễ mà hư hại trong quá trình vận chuyển á là mọi người vứt đi chơi, cắt bỏ xong bắt đầu là vệ sinh cho thiệt sạch, để cây nghỉ 3 ngày không tưới nước, sau đó mọi người đưa vô trồng. Thì đưa vô trồng á, trong quá trình đưa vô trồng là mọi người lưu ý đưa vô trồng á, là mọi người đừng vội tưới nước liền đó, mọi người cứ cho giá thể vô cho nó nghỉ thêm 2 ngày nữa, để những cái vết thương trên lá này trong quá trình vận chuyển này đó, những vết thương trên lá trong quá trình vận chuyển nó sẽ được khô ráo đi đó. Sau khi tiếp xúc với nước á, nếu mà nó chưa khô ráo là mọi người tưới vô là nó sẽ gặp thấu nhũng liền. Từ cái cây nghinh xuân đây là khi mà mọi người lưu ý mua về á, mình chuyển cái môi trường sống cho nó, muốn cho nó thích nghi á, là mọi người sau khi trồng là đưa cái cây nó vô chỗ mát để cho nó cây nó ổn định, rồi sau đó đưa ra nắng đó, đưa ra khu vực có ánh sáng cao hơn, là em chia sẻ thiệt tình về cái kinh nghiệm đây đó, mọi người thấy chưa, nó năm nay nó phát triển rất là ổn. Lúc trước mua về chỉ có tới đây thôi, đây từ đây xuống đây thôi, từ đây xuống đây, đây bây giờ nó phát triển thêm một cặp lá nữa. Với nghinh xuân á, nếu mà mọi người trồng tốt á, một năm mà phát triển được 3-4 cặp lá là đó là một điều rất là tuyệt vời luôn đó, là một điều rất là tuyệt vời luôn. Những người dân nghinh xuân là ai cũng biết vấn đề này hết, nhưng mà những anh lớn, những anh đi chơi trước á, là họ truyền đạt rất là kỹ, nhưng mà không biết sao là một vài người họ không làm được. Nhưng mà em năm nay được thay một cặp lá đây là cũng rất là gọi là thành công rồi, tại vì mình chơi cái vấn đề mình chơi
thực sự ra mỗi người mỗi kiểu khác nhau, không ai giống ai hết, cách dùng phân thuốc cũng khác nhau, cho nên là cái cây nó phát triển tùy theo cái cách trồng của mình thôi. Đâu video hôm nay là em cũng chia sẻ với mọi người về ba cách trồng. Đầu tiên là trên bản giấy này, đó, trên bản gỗ này, trên bản gỗ vú sữa này, đó là một cách trồng này. Thứ hai là mình mua cây đơn về thì mình trồng vô trong cái chậu gốm đây, giá thể thông thoáng, đó là cây nó phát triển rất là ổn định. Đó, ngồi ra làm phun phòng thường xuyên là làm cho cái cây, mọi người quan sát từ trên xuống dưới này, cái cây rất là khỏe mạnh, đó, khỏe mạnh, môi trường thông thoáng. Cái cây nghinh xuân đây nó không cần phải phân thuốc nhiều, chủ yếu á, là mọi người tập trung vào tháng 8 âm lịch đó, là thời điểm đó là cây bắt đầu là nó chuyển qua giai đoạn là chuẩn bị làm hoa rồi, cho nên mọi người cho ăn lăng với kali cao lên, đó, lăng với kali cao lên thì cây sẽ đạt được làm hoa rất là ok luôn. Đó, mọi người lưu ý cái vấn đề đó. Và cái cây nghinh xuân đặc biệt á, là có một cái nhược điểm á, là cái cây á, ra đúng tết á, là năm nào cũng ra đúng tết hết, còn cây mà ra trễ tết là năm nào cũng trễ hết. Cho nên là mọi người lưu ý những cái cây mà trễ là mọi người đừng có lo lắng nhiều, vì cái đặc thù cái sinh trưởng trong cái cơ thể nó thôi, trong cái cây của mình thôi, chứ không ai tài giỏi gì mà canh cho đúng tết. Mọi người quan sát ở trong vườn, những cái vườn lớn á, ví dụ cái vườn nó có 1000 cây á, thì ít nhất cũng phải là rớt lại 200 cây là bị trễ. Đó là vấn đề là do cây thôi, tại vì do cái tuổi của cây nữa, cho nên là mọi người đừng có bận tâm lắm. Còn đây là cây cuối cùng trồng trên cái giá thể là trực tiếp luôn, khi mà mua ở nhà vườn về nó, mình bỏ nguyên cái vô đây thì quá trình chăm sóc, quá trình chuẩn bị cho cái cây đây đưa vô chậu á, thì em đã nói với mọi người rồi, cho nên là mọi người lưu ý. Em chia sẻ chút xíu cái kinh nghiệm của mình để cho mọi người tham khảo cho vui. Mọi người sau khi mà xem xong, mọi người thích làm theo thì làm theo, còn không thì mình tham khảo cho vui thôi, chứ không có vấn đề gì. Đây là em chia sẻ thiệt tình, tại vì ba cái cách trồng khác nhau hết, cho nên là mọi người cứ thích thì làm theo, còn không thích thôi. Em cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người xem video nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh giúp em để em đạt được 1000 lượt xem. Bên dưới em có để phần mô tả có Zalo á, cho nên là mọi người cứ thắc mắc thì cứ nhắn vô Zalo cho em là em trả lời trong quá trình trồng và chăm sóc cái cây nghinh xuân đây. Em cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn luôn có những cái niềm vui nho nhỏ sau khi những ngày làm việc mệt mỏi của mình, để giúp cho mọi người là được thư giãn hơn trong quá trình trồng cây của mình. Em cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.